chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đã có cuộc đào thoát của hàng triệu người Việt bỏ quê hương ra đi bằng đường biển, đường bộ. Hàng trăm ngàn người tử nạn trên biển Đông, trong rừng sâu Campuchia, Thái Lan. Trên chặng đường vượt biên của mình, họ đã mất tất cả ngoại trừ niềm hy vọng để được bến bờ tự do. Họ đã phải đánh đổi với bao nỗi kinh hoàng bằng máu, nước mắt và cả thân xác. Mỗi thuyền nhân nằm lại trên đường đi tìm tự do đã trở thành những thông điệp, những chứng tích cụ thể đầy đau thương của dân tộc Việt Nam. Kể từ biển cổ tháng 4 cách nay 48 năm, nghịch cảnh mà các thuyền nhân Việt Nam gánh chịu đã đánh thức lương tâm nhân loại mở lòng từ bi bác ái, đón nhận người Việt vào định cư tại các miền đất tự do, an bình và thịnh vượng. Kính thưa quý thính giả, dưới đây là câu chuyện của viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh bị Việt Cộng bắt đi tù cải tạo. Ra tù, anh giật vợ con vượt biên chiếc thuyền chở 39 người ra khơi bị hải tặc tấn công cướp của, bắt giam trên hoang đảo Khô Khờ Ra và được tàu của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc để cứu đưa vào trại tị nạn và được qua Hoa Kỳ định cư. Anh sống tiểu bang Kansas, quê mùa và làm ăn phát đạt. Câu chuyện có tiêu đề Chuyện Ngoài Ước Mơ, tác giả Nguyễn Cao Thăng. Mời quý thính giả lắng nghe. Lúc tôi còn nhỏ, con nít ở quê chẳng có gì chơi ngoài trừ chơi khăn, chơi dây thun hay đi lang thang từ nhà này tới nhà kia để nghịch phá cây trại, đánh lộn đánh lào. Mà tôi lại thuộc thành phần ốm yếu nên chẳng dám gây chuyện với ai cả. Bố tôi thường nói một sự nhịn bằng chín sự lành, cho nên tôi trở thành ít nói và có rất ít bạn bè. Còn bạn gái thì chẳng có ai. Với hình dạng hom hem của tôi thì mấy cô không dám để tôi đến gần, ngồi nhờ tôi bắt chuyện làm quen. Đem lòng yêu thương một chiều thì rất việc, cho nên tôi thường lân la nói chuyện với mấy bà già. Ở gần nhà tôi toàn là những bà già. Có một bà mà người con đi lệnh lại máy bay trực thăng và đi du học bên Mỹ. Khi anh về mang theo mấy cái máy bay nhỏ chạy bằng pin, cái cần câu và một cuộn giấy cược mua ở Mỹ. Trước đây anh ở Sài Gòn học trung học rồi đi lệnh nên tôi chẳng mấy khi thấy anh. Qua nhà chơi tôi được mẹ anh cho coi cái máy bay chạy bằng pin thích lắm. Lòng ao ước một ngày nào đó sẽ được ngồi trên chiếc máy bay. Tôi nghĩ rằng đi lệnh là cơ hội duy nhất để tôi hoàn thành ước ao đó. Một lần về phép, anh thích đi bằng chim hay câu cá. Bọn con nịt chúng tôi thường kéo theo sau một đàn giống như đi rước, để được coi cần câu và cái dàn thun bằng chim của anh đưa từ Mỹ về. Đồng thời tôi cũng thích ngắm cái đùi trắng như con gái của anh. Một hôm anh sang sau vườn nhà tôi bắn được con chim bọi cả màu xanh rất đẹp. Anh không mang về nhà mà cho tôi, chứ không cho cháu hay những đứa khác. Tôi vui mừng khôn tả. Rồi vần nước suy vi, anh cùng chúng số phận đấu sọt với những người lệnh thất trận miền Nam. Sau khi đi cải tạo Việt Cộng về với hai bàn tay trắng, bây giờ anh khác hẳn với ngày xưa, chân tay đen thui móc meo như da người Miên. Khi anh lập gia đình, vợ anh là người ở thành phố nên chỉ chẳng quen biết ai và không biết làm ruộng. Thời đó có cái xe đạp riêng là oai lắm rồi, đi đâu tôi chạy cái vèo, còn anh đi bộ. Nhiều người có xe đạp mà không có vỏ nên xe cũng phải bỏ xỏ. Anh cách tôi một con giáp nên cũng chẳng có gì để nói với nhau. Còn thêm phần tôi là học sinh, còn anh bị gọi là quản chế.
Ở quê tôi sau năm 1975 hầu hết học sinh bỏ học vì chán nản. Cái gì vô trường học toàn là nhai lại những bài như rơm khô không một chút thực dụng để làm cho học sinh hứng khởi. Thầy cô giáo cũng được lưu dụng, không tin những lời mình đang dạy thì làm thế nào, nói cách gì cho học sinh tin. Ngoài trừ những giáo viên mới chuyển từ miền Bắc vào thì nói như đọc bài thuộc lòng. Thế nên bạn bè tôi vọn vẹn còn ba bốn mộng rãng đèo mộng chữ nghĩa ở trung học mà không thấy trước mặt cái tương lai tròn mẹo thế nào. Tôi rất thích người huynh trưởng đó nhưng chẳng bao giờ có dịp nói chuyện vì từ ngày trở về từ trại tù cải tạo của Việt Cộng, anh sống âm thầm như một cái bóng mờ. Chắc có lẽ chỉ biết được khả năng làm ruộng của mình không có, thay vì nhổ cỏ thì là nhổ lúa, vì cỏ lùng lùn với cây lúa rất giống nhau. Chỉ có nông dân chính hiệu mới phân biệt được, nên chị xin đi học giáo viên. Mỗi sáng tôi và chị đều cấp sách đi học mãi trên trường huyện cách nhà 12 cây số. Tôi thì học chữ, còn chị thì học giáo. Nhưng tôi và chị đều có nghề tay trái là buôn lậu. Nói của đảng tội, chị thì mỗi ngày mang theo một tạo gạo đi bán kiếm tiền phụ với gia đình, còn tôi thì mang mấy chai thuốc trừ sâu đi bán kiếm lời. Chúng tôi chưa bao giờ bị bắt bởi vì chị trông hiền lành, còn tôi tưởng ngộ quá. Đâu có ai nghĩ hai người đi học kiếm luôn buôn lậu. Thời thế đưa đẩy tôi và anh chị đi vượt biên chung một chuyến tàu, bắt đầu bằng chiếc ghe tấm bạc tại nhà tôi. Vì tôi ốm yếu nên không phải chèo thuyền, tôi và chị ngồi coi đứa con nhỏ của anh chị sợ nó rớt xuống sông, còn việc chèo chậm do anh và thằng em họ phụ trách. Khi ra tới tàu lớn và ra khơi, anh trở thành người quan trọng của con tàu không số 39 người, vì tài công chỉnh bị sai sẵn nằm sọc sượt một đống, để anh bây giờ là thuyền trưởng quyết định mọi việc. Khi tàu vào vịnh Thái Lan thì bị hải tặc Thái Lan tấn công trộm cướp của và kéo vào đảo Koh Kra. Sau mấy ngày được cao ủy tị nạn cứu vớt và đưa về trại tị nạn Songkhla, miền Nam Thái Lan. Nơi đây chúng tôi đã dùng 50 đô la Mỹ của bạn anh gửi cho và một chỉ vàng tôi mang theo để sang lại một tiệm phở. Cũng nhờ tiệm phở này mà chúng tôi sống tương đối thoải mái dù có vất vả. Anh chị đứng trong bếp, em họ tôi chạy bàn, còn tôi thì rửa chén đũa. Nhiều ngày đông khách rửa chén cục bã thở luôn, nhất là rửa mỡ bò với nước lạnh. Sau khi bạn xong, chúng tôi còn được ngầm xỉu quảnh. Qua Mỹ rồi có lần một đứa em họ khác là chủ quán cà phê kế bên thành thực khai bảo là mỗi tối sau khi hầm xương xong chúng tôi về nhà ngủ là mấy đứa nó múc xương ra ngầm. Ngầm xong bỏ vô nồi súp lại, ấy thế mà sáng hôm sau chúng tôi ngầm tiếp, chẳng nghi ngờ gì cả mà vẫn cứ ngon. Anh là lính nên được phải đoàn Mỹ nhận ngay và được đưa sang trại chuyển tiếp Ga Lăng, Indonesia. Tôi chẳng có liên quan tới lính nên bắt đầu từ đợt tôi phải đoàn Mỹ từ chối tất cả những người không liên quan, không có thân nhân ruột thịt ở Mỹ. Tất cả phải có một đứa nào đó từ chối thì phải đoàn Mỹ mới nhận. Tôi tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp anh chị nữa. Ngày chia tay lúc gia đình anh leo lên xe buýt, tôi đã cảm ơn anh chị giúp đỡ tôi trong thời gian ở trại. Anh chị đã coi tôi như một đứa em ruột. Mấy tháng sau tôi bị phải đoàn Úc từ chối rồi được Hoa Kỳ nhận. Tôi lại khăn gọi xuống tàu sang Ga Lăng. Lại một lần nữa tôi mừng khi gặp lại anh chị. Tôi tới trại này mới vài tuần thì anh chị được đi định cư ở Hoa Kỳ. Anh cho biết là anh đi sponsor chùa và về một thành phố nhỏ tiểu bang Kansas. Rồi tôi cũng được một người cùng quê bộ lạch về Kansas. Nhưng hai thành phố khác nhau,
Như vậy tôi có hy vọng sẽ gặp lại anh chị. Tôi tới Mỹ lúc kinh tế đi xuống. Thành phố Wichita tôi định cư. Có kỹ nghệ chính là sản xuất máy bay mà mỗi lần lay off tức là cho nghỉ việc. Cả 7.000 người nên rất nhiều người ở Wichita xuống thành phố Garden City nơi anh ở để tìm việc. Thành phố này nhỏ, đi dăm phút là về đến chỗ cũ. Có tới mấy hàng bò, đi đâu cũng thấy bò, ngửi chỗ nào cũng hơi phân bò. Thế mà hai anh chị không ai làm hàng bò cả. Những người quen biết đều khuyên anh chị nên về California, Hoa Kỳ để sống, nơi mà người ta gọi là chốn văn minh của vũ trụ. Nhưng không hiểu tại sao anh chị cứ ở đó dần dần tiện thân. Chị vừa đi rửa chén, lo cho bốn đứa con học hành rồi chính bản thân cũng đi học. Suốt 5 tháng không nghỉ ngơi ngày nào, chị vẫn mong theo nghề dạy học và bỏ dở lúc còn ở Việt Nam. Cái nghề mà những người Việt lớn tuổi mới tới đây thường tránh xa. Anh thì đã nằm gai nện mực, leo lên từ thằng bị sai vặt cho tới khi có bằng Master Plumbing. Rồi anh muốn thử thời vận ra mở công ty. Với sự khuyến khích của chị, công ty của anh phất lên như diều gặp gió. Bây giờ trong cái thế không muốn lượm tiền cũng phải lượm, vì công ty làm ăn có uy tín nên người ta cứ gọi anh hoài. Việc ngoài Fielder đã có công nhân, nhưng anh vẫn phải mượn người làm văn phòng lo cho việc giấy tờ và sổ sách kế toán vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Thế nhưng cũng không hết việc, nên chị sau khi đi dạy học về đành phải ra tiếp anh làm tới 9 giờ tối. Tuy bây giờ lớn tuổi và không cần tiền, anh vẫn muốn đi làm, có tiền thì cho con cháu, cũng như giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Tôi thấy anh chị rất tệ nhị và khéo léo trong vấn đề giúp đỡ. Anh có kể lúc anh còn ở Việt Nam nhà hết gạo, mẹ anh chờ lúc anh chị đi vặt nhà đổ gạo vào thùng cho. Anh chị nhớ suốt đời. Còn chị bây giờ sau bằng ấy năm vất vả như vậy mà trông không già đi, cứ trẻ mãi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp rơ. Chắc có lẽ tôi già đi rất nhiều, còn anh chị thì trẻ lại. Tôi hơi tiếc là lúc đi vượt biên không ngồi trên mũi thuyền mà chèo, bởi vì anh và người em họ ngồi trên mũi thuyền mà chèo, nên ngày nay ai cũng mở công ty lớn và làm ăn khá giả. Chỉ có tôi ngồi không nên nay số phải vất vả. Bà con khuyến khích anh về Cali riết rồi cũng chán. Họ chẳng thèm mời gọi nữa để anh chị ăn vui sống với cảnh đồng quê. Hàng ngày ngửi mùi phân bò để tôi có nhiều cơ hội ghé thăm và nói chuyện với anh chị về nước Mỹ. Và Kansas, nơi mà chúng tôi phải mang ơn, vì mỗi sáng anh chị đi nhặt tiền, còn tôi phải xách thùng cơm leo lên máy bay đang lắp ráp đi tới đi lui, nói là lắp ráp để mỗi tuần bà xã được kiểm soát chạy lương, cười ngọn ngoẹn trông rất tình tứ. Chúng tôi không dám nói nhiều về cancer vì sợ người ta chửi mình là nhà quê, đã đùn lại còn nợn nổi, nghĩa là tiếng phổ thông đã lùn lại còn lợn lỗi. Vì đã bị nhiều người chê là quê mùa, cũng bởi chúng tôi gốc ở kinh năm tụt lút trong ruộng xa ánh đèn đô thị. Chúng tôi đã được nhiều hơn mơ ước nên không dám than hay nổ. Chị xin kể chuyện cho bà con nghe chơi đỡ buồn. Xin tạ ơn Thượng Đế, cảm ơn nước Mỹ và cảm ơn tiểu bang Kansas. Không phải là nơi tạm nhung nữa mà là quê hương mới của chúng tôi. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện của viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh bị Việt Cộng bắt đi tù cải tạo. Ra tù, anh giật vợ con vượt biên, tính chiếc thuyền 39 người ra biển khơi. Bị hải tặc tấn công cướp của, bắt giam trên hoang đảo và được tàu của cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc đến cứu đưa vào trại tị nạn, qua được Hoa Kỳ định cư. Anh sống ở tiểu bang Kansas quê mùa và làm ăn phát đạt.
Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.